Ok, xin chào anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay ngày 29 tháng 6 là một cái ngày đặc biệt, đó chính là ngày sinh nhật của tôi. Và phần đầu clip tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Nguyễn Đình Hiếu và anh em Đặng Minh Trung đã nhớ tới cái ngày sinh nhật của tôi và donate cho tôi. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Bình thường thì tôi cũng tổ chức sinh nhật cho các anh em hội viên ở trên kênh. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho chính tôi. Xin được chúc cho kênh Game Today ngày một phát triển hơn nữa, chiếm được cái sự yêu mến của càng ngày càng nhiều người xem. Đấy, đa số những cái người xem là sẽ yêu quý tôi hơn và bớt đi cái phần anti nhá anh em nhá. Rồi, đó chính là cái lời chúc và cũng là cái điều mong ước của tôi khi mà tôi bước sang cái tuổi mới. Còn anh em chúc gì thì anh em hãy để lại ở dưới phần comment anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi rất là mong đợi những cái lời chúc của những cái fan cứng ở trên kênh, những cái fan yêu quý tôi. Đấy, để xem là anh em mong muốn gì ở trên kênh Game Today. Anh em có những cái thổ lộ gì mà tâm sự kín thì anh em có thể là comment trong ngày hôm nay nhá anh em nhá. Đấy, tôi trong cái ngày hôm nay chắc chắn là tôi sẽ đọc hết các comment. Đấy, mặc dù tôi bận đến đâu tôi cũng sẽ phải đọc hết các comment trong ngày hôm nay. Rồi, và để cho một cái buổi sinh nhật của tôi nó có ý nghĩa thì tôi cũng có một cái yêu cầu dành cho tôi. Đấy là hôm nay tôi sẽ phải chơi một cái layup mà do tôi phát minh ra. Đấy, nó mang đậm cái dấu led của tôi. Đấy, và nó có một cái sức ảnh hưởng rất lớn trong cái trò chơi này ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, thì đố anh em biết nó là cái layup gì. Chắc là cũng sẽ có rất nhiều anh em sẽ biết đấy. Đấy, các anh em có thể anh em sẽ đoán được. Nhưng mà từ từ đã anh em, tôi vẫn chưa tiết lộ cho anh em đâu. Đây là một cái layup mà phải nói là tôi phát minh ra cách đây phải đến gần 4 tháng rồi. Cái đợt mà cái bộ mất lão ấy nó đang hoành hành thì tôi đã phát minh ra cái bộ đấy để counter bộ mất lão. Đó, anh em nhớ không? Thì bây giờ cái độ phổ biến của cái bộ layup này nó rất phổ biến ở trong rank. Thậm chí là bây giờ nó đã trở thành một cái layup quốc dân. Khi mà vào những cái trận đấu ấy, 2-3 người là chơi cái layup của tôi. Đấy. Và thậm chí là những cái người mà cầm layup của tôi có khi là còn quên mất là cái người mà sáng tác ra cái bộ đấy là ai. Thế nên là hôm nay tôi chắc chắn là tôi sẽ phải chơi lại cái layup này để nhắc cho anh em nhớ tới tôi. Đấy, cũng là thành layup quốc dân như là cái bộ 6 đỏ ngày trước là tôi là coi như là quên ngay. Đấy anh em ạ. À. Đấy, anh em đoán được ra chưa? Anh em đoán được ra chưa? Trời. Đến cái tầm này cho anh em đoán hết được rồi. Ngũ Long Hóa Hình anh em nhá. Hôm nay cũng có một câu chuyện khiến cho tôi phải chơi cái bộ này. Đấy, tôi chơi lại cái bộ này để cho anh em xem cho nó sướng. Để tôi kể cho anh em một câu chuyện. Nó cũng gọi là tình cờ thôi. Là hôm nay ấy, thì một trong những cái người mà gọi là fan kênh tôi. Đấy, một trong những em mà fan kênh tôi rất là yêu quý tôi ấy. Đấy, là vào trong một cái trận đấu. Đấy, có gặp một cái người mà anti tôi. Đấy, nhưng mà lại chơi cái lab của tôi. Tại sao lại anti tôi thì tôi biết là trước đây ấy, là cái line up Ngũ Long Hóa Hình ấy. Anh em có biết là cái bộ đấy khi mà tôi ra ấy, có rất nhiều người ở trên một cái kênh khác. Đấy, là hùa vào chửi cái line up của tôi. Bảo là chưa có một cái line up nào ngu như cái line up Ngũ Long Hóa Hình của tôi cả. Đấy, tôi vẫn còn nhớ như in người đấy là ai. Đấy, và anh em biết không? Khi mà fan của tôi gặp ấy thì gặp đúng cái thằng đấy luôn. Nó chơi cái line up của tôi và nó sờ fan để nó leo rank anh em ạ. Đấy, và tôi không có ngại gì mà tôi nhắc tên cả. Nó thằng đấy nó tên là Tú Trần anh em nhá. Nó cầm cái layup của tôi rất là tự hào luôn. Ngày trước thì nó chửi cái layup đấy và bây giờ nó cầm cái layup đấy. Đấy, anti nhá, chửi cái layup của tôi xong bây giờ cầm cái layup của tôi để sờ farm leo rank top server anh em ạ. Bây giờ thì nó đang ở top bao nhiêu đấy, top 50 hay top 30 gì đấy. Đấy, nhưng mà tôi nói thật với anh em là sau đấy là có gặp fan của tôi thì fan của tôi có nói là layup này là của tôi thôi. Nhưng mà anh em biết thế nào không? Đấy, nó tranh thủ là có fan của tôi, nó chửi tôi luôn mà. Sau đó nó bảo là tôi đi ăn cắp cái layup Ngũ Long Hóa Hình này ở bên nước ngoài về để tôi xào lại. Ôi dồi ôi, nước ngoài còn phải vào trên kênh Game Today để mà học từng cái layup một. Fan như là khắp trên thế giới bây giờ lại còn phải đi xào lại của bọn nước ngoài ạ. À. Bọn nào? Nhật hay là Hàn đều phải vào trên kênh Game Today học từng layup hết anh em ạ. À. Anh em biết rồi đấy, fan các thứ nước ngoài nó nhiều lắm. Đấy mà nhiều khi mấy cái thằng tự nhục ấy cứ thấy người nước ngoài chơi cái layup của Việt Nam sản xuất. Đấy, cụ thể ở đây của tôi nhá. Đấy mà khi mà tôi chơi một cái layup mà giống cái thằng nước ngoài ấy là y như rằng là đấy là của nước ngoài. Anh em thấy buồn cười không?
Đấy, giống như cái việc là nhạc Sơn Tùng ấy với cả Blackpink ấy. Đấy, cứ coi như là nếu mà nhạc Sơn Tùng ấy mà ra trước nhá thì không sao. Đấy, mà ra sau thì chắc chắn nó là đạo nhái. Đấy, đó chính là cái suy nghĩ của những cái thằng đấy, là nó mặc định là như thế. Bởi vì nó anti tôi mà, anti tôi thì nó nói gì chả được. Đấy, câu chuyện ở đây là gì? Sau khi mà chửi một hồi với fan của tôi thì Tú Trần với cái việc là cầm cái layup Ngũ Long Hóa Hình của tôi bay màu top 6, trong khi học trò của tôi là Yến Nhi bạn được top 1. Đấy, cay anh em ạ, ui nó cay quá. Thế là như nào anh em biết không? Sau đấy thì bạn fan của tôi mới bảo là nếu mà muốn chơi Ngũ Long Hóa Hình mà hay ấy, đấy thì trước tiên ấy là phải biết là cái người chơi phát minh ra là ai để học theo đã. Đấy thì mới đánh được hay như người ta. Thế con nói thế thôi. Nó đi thách kèo tôi chứ, nó đi thách đầu tôi luôn. Ui giời ơi, cái Trình mà còn không ăn nổi đệ của tôi. Đấy, không ăn nổi trình độ đệ của tôi, bị đệ của tôi đấm vô top 8 mà rồi nó đi thách đấu tôi. Trời ạ. À, có cái cửa gì mà ăn được đâu. Tôi chơi thì lại bảo là đi bắt lạt mấy cái người mà thần kinh có vấn đề. Thế là thôi, đấy anh em ạ. Nhưng mà sau đấy nhá, anh em biết là thế nào không? Chưa hết. Sau cái trận đấy nó bị top 8 rồi, nó lại săn một trận nữa để coi như là nó muốn là dằn mặt lại đệ của tôi. Đấy, nhưng mà khổ. Cái trận thứ hai thì nó chơi cái gì? Nó chơi 6 đỏ anh em ạ. Trời ơi, sờ farm 6 đỏ kẹp lùn để leo rank top server. Khệnh lắm. Úi dồi ôi, tự hào quá anh em ạ. Ai đời lại sờ farm có 1-2 cái lay up mà xong rồi cuối cùng là được top server là tự hào. Đấy, thế là cũng là săn lại một trận nữa. Và chơi 6 đỏ để coi như là muốn đấm, coi như là trả thù. Trả thù bạn Yến. Mà bạn ý mới là ranking 3 thôi nhá anh em nhá. Và chưa bao giờ lên queen đâu đấy. Chưa bao giờ lên queen. Đấy chứ đừng có nói là top server gì cả. Một cái người chơi ranking 3 chưa bao giờ lên queen. Mà người ta là con gái đấy nhá. Đấy, còn săn để mà coi như là trả thù để dằn mặt cơ. Nhưng mà tôi lại coi như là phải đáng thôi, thấy là buồn cười về cái Thanh Liên này. Nhưng mà Thanh Liên Tú Trần coi như là săn lại ngược lại một trận nữa và lại bị một phát nữa là đâu đấy là hình như là top 6 thì phải. Ôi rồi ôi, đúng là những cái thằng thần kinh có vấn đề ấy, chơi kém ấy thì thường là nó hay hổ báo, nó hay hổ báo cáo trộn lắm anh em. Đấy là tôi cũng nhắn gửi luôn với cả Tú Trần ấy là tôi không chấp nhận cái lời thách đấu của bạn. Bởi vì tôi chắc chắn là nếu mà bạn có đánh với tôi ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ mất tiền. Đấy. Và khi mà tôi đánh với bạn ấy thắng thì tôi cũng chả có vẻ vang gì. Khi mà tôi mang tiếng là bắt lạt gà nhá. Đấy thôi. Đấy, bản thân một cái người mà chưa giờ lên queen, đấy mới chỉ là ở dừng lại mức ranking 3 thôi. Mà bạn có không ăn được thì bạn cái cửa gì mà bạn đánh với tôi. Một cái người phải nói là bậc thầy ở trong cái trò này, master ở trong cái trò này rồi. Đấy, cái layup mà bạn đang chơi chính là cái layup do tôi sáng tạo. Đấy, tôi khẳng định với bạn là điều đấy luôn. Còn nếu mà bạn không có biết được cái điều đấy thì là bạn chơi là cũng chưa hay lắm đâu nhá. Đấy, tôi khẳng định với cái điều đấy luôn. Khi mà người ta xem tôi và người ta biết cái layup của tôi ấy, làm ra để phục vụ cộng đồng ấy, thì người ta sẽ có một cái gì đấy là người ta sẽ rất là mang cái tinh thần là xây dựng. Đấy, có một chút gì đấy là tỏ ra là biết ơn. Nhưng mà bạn thì không, bạn sử dụng cái layup của tôi để leo top server. Đấy, và bạn rất vô ơn. Chính cái điều đấy nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là bạn là một cái người không ra gì. Đấy, tôi phải khẳng định với bạn luôn. Đấy, ngay kể cả bản thân fan của tôi cũng có cái nhận xét là như thế. Đấy là một cái người vô ơn. Khi mà nếu mà ghét tôi đi, coi như là anti fan tôi đi, ngày trước chửi cái layup của tôi nó là ngu đi, thì đừng bao giờ động vào, đừng bao giờ chơi. Nhưng mà đây chơi rõ ràng cầm cái layup đấy để sờ farm. Đấy, sau đó vẫn chửi với tôi. Đấy, bạn tôi nhá, bạn tôi là cũng phải nhận xét là đó là vô ơn đấy bạn ạ. À, nên là bạn hãy nghĩ lại đi xem là liệu rằng là bạn có xứng đáng để mà có thể là có một cái trận solo với tôi không. Thậm chí là tôi còn thậm chí là bạn không có cái cửa nào mà có thể là ngồi chung mâm để mà solo với tôi. Nói thật luôn, ai mà quen Tú Trần mà xem clip này thì gửi cho bạn cái clip này hộ tôi nhá. Đấy, còn trong cái clip này tôi sẽ hướng dẫn Tú Trần chơi Ngũ Long Hóa Hình như thế nào cho đúng một lần nữa nhá. Đấy, để coi như là hướng dẫn bạn Tú Trần biết chơi Ngũ Long Hóa Hình. Đấy, rất là vinh dự đấy nhá, khi mà được tôi là Tuấn Cơm, cái người mà sáng tạo ra cái bộ này, hướng dẫn cho bạn cặn kẽ từng bước một để bạn có thể thành thạo cái bộ này. Đấy, sau đó thì bạn có thể solo với tôi. Ok nhá, trước tiên là phải học đá. Vinh dự lắm đấy Tú Trần ạ. À, không phải anti nào cũng được dạy, coi như là một cái clip riêng để dạy anti đâu. Đấy,
Cứ tự nhiên lại mặc định bây giờ là sư phụ của Tú Trần. Hài quá anh em ơi. Dã man thật sự. Chắc là Tú Trần cũng sẽ xem clip này. Và Tú Trần sẽ xem rất kỹ đây anh em ạ. Chắc là không cay đâu. Rồi. Để xem là Tuấn Cơm chơi Ngưu Long Hóa Hình kiểu gì nhá. Đấy, không bao giờ chuyện chơi như Tú Trần đâu anh em ạ. Tú Trần là gì? Là coi như là Eco mất lão. Eco trắng bỏ bài hết ra. Eco 50 tiền up 7 roll hết tiền để form cái bộ của Ngưu Long Hóa Hình. Ui. Chỉ cần nhìn thấy cách chơi đã biết cái trình độ rồi anh em ạ. Khổ. Thôi rồi em Tú Trần chú ý tập trung vào nhá. Đấy, để thầy Tuấn Cơm dạy cho. Dã man. Đây này. Ui, con này có lên 2 sao luôn. Sợ thật. Cao bá này có Assassin 2 sao cả. Càng đấy. Ok, đấy, khó nhá anh em nhá. Game là khó luôn. Tôi bây giờ không có chuỗi thắng luôn. Tôi đang phải bỏ bài vào tôi. Coi như giữ máu thôi. Xong rồi sẽ thế nào đây? Đố Tú Trần biết được là tiếp theo nó sẽ như nào đấy. Tú Trần làm sao biết được? Tú Trần phải xem, Tú Trần mới biết nhá. Tú Trần đừng tua. Đừng tua nhá Tú Trần nhá. Xin nhắc lại lần nữa là hãy xem thật là kỹ. Đấy, để lắm được cái cách chơi của Ngũ Long Hóa Hình. Đấy, nhá. Rất là vinh dự đấy khi mà được chính cái người mà coi như là nghĩ ra cái bộ này hướng dẫn cho bạn. Vinh dự lắm anh em ạ. Nhá, đừng tua. Đấy. Tua ấy là không chơi hay được đâu. Nhá, tua là rồi là sẽ cuối cùng là lức đổ đầu vịt. Đấy, là cuối cùng là chơi là lấy nó lại như một cái thằng ngu. Lại như một cái con gà. Không chơi được đâu nếu mà cứ tua. Xem là mình phải xem hết. Xem lần lượt từng cái chi tiết một. Xem là người ta xả tiền như nào. Người ta chơi như nào. Điểm rơi nó là đội hình tham minh nó ở cái chỗ nào. Đấy, học người ta thì mới biết được cái cách chơi. Mới chơi hay được, mới chơi như người ta. Chứ còn ui dồi ôi, cứ coi như là đấy, cũng chỉ là coi như là học mod thôi thì làm sao mà lên người được. Khổ. Đấy mà cái học mod thì đấy, cũng là chọn điểm rơi là cũng là chính xác đấy. Đấy nhưng mà chính xác là vào cái điểm rơi top 8. Ôi giời ơi, Tú Trần ơi là Tú Trần. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là Tú Trần không cay đâu. Đấy, với một cái người trưởng thành thì thực ra người ta sẽ biết lắng nghe đấy những cái quan điểm người khác. Đấy, có những cái người ta sẽ tiếp thu chắt lọc để làm nào để có thể là mình sẽ ngày một tốt hơn. Đấy, ngày một coi như là trưởng thành hơn. Đối với một cái người trưởng thành thì nó sẽ là như thế anh em ạ. Đấy, tôi nghĩ là Tú Trần là một cái người trưởng thành nên Tú Trần sẽ không cay đâu. Ừ. Sau cái khoảng thời gian mà xem xong cái clip này chắc là Tú Trần cũng sẽ có một khoảng thời gian suy nghĩ lại về chính mình. Đấy, để xem là thực sự là trình mình nó đang ở đâu. Đấy, đỉnh cao của mình là nó tới đâu. Liệu rằng là nó đã tới được cái mức gọi là top server hay chưa, hay vẫn chỉ là đang lang thang ở cái mức rank đúc. Nhờ sờ farm một vài cái bộ coi như là chân ái meta. Đấy, sờ farm 6 đỏ kẹp lùn. Sờ farm Ngũ Long Hóa Hình của tôi. Đấy, để mà lên top server thì thực sự là như thế thì cũng đánh giá là cũng chưa ok lắm đâu nhá, Tú Trần nhá. Đấy, nên là hãy cố gắng để trưởng thành hơn. Ok, ủa thôi, chết rồi. Tôi bây giờ tôi đang đánh chữ thua anh em ạ. Ba hoa bốc phét một thời. Thôi chết, 56 máu rồi, phải cẩn thận mới được. Vớ vẩn lại thành cái clip lứa này. Tú Trần lại bị coi như là dạy cho lại sai thì thôi. Chết. Dạy sai Tú Trần lại lừa Tú Trần thêm lần nữa thì Tú Trần làm sao mà khá được. Tú Trần làm sao mà có thể là coi như là chơi thông thạo được cái bộ Ngũ Long Hóa Hình của tôi. Không được, đừng có lừa Tú Trần. Chơi là phải chơi là phải đúng chứ. Tuấn Cơm lại chơi như này. Ảo thật sự. Thôi phải chỉnh đốn lại thôi anh em ạ. Chỉnh đốn lại để coi như là dạy đúng cho Tú Trần. Không, Tú Trần lại coi như là học theo rồi lại xuống hố thì Tú Trần lại coi như là trách tôi đấy, lại lừa đảo cứ thứ đi. Khổ. Đấy, nhiều khi làm dâu trăm họ mà anh em. Biết làm nào được. Anti thì nó nhiều cả rổ ấy. Đấy. Tôi nói thật với anh em là tôi đối xử với cả các anh em anti thì nói chung là nó cũng không đến nỗi nào đâu. Đấy. Ví dụ như là cái clip này chẳng hạn, anh em cũng thấy đấy. Tôi dành cả clip này để phục vụ bạn Tú Trần mà. Và trong khi đây là cái clip chúc mừng sinh nhật tôi nhá anh em nhá. Dạ màn chưa? Ôi giời. Tú Trần đấy là quá là vinh dự rồi đấy. Đặc biệt lắm luôn đấy. Chưa bao giờ trong một ngày sinh nhật của tôi mà tôi lại dành nhiều cái thời gian để nhắc đến tên một cái người như là bạn đâu. Ok. Rồi. Ok, từ từ đã anh em. Đồ này thì từ từ, chưa ép vội. Xả tiền luôn. Tôi xả 7 thôi.
Đấy nhá, đánh không hề eco trắng nhá anh em nhá. Đấy, Tú Trần nhá. Đấy, nhìn, nhìn, hãy nhìn và học tập. Nhìn kỹ để xem biết là chơi nào. Ai, eco trắng thì có một tí máu. Tú Trần có 20 màu, comeback thì bị lọt một round là bay màu rồi. Đấy, top 6 là đương nhiên. Có tôi anh em thấy còn 56 máu để comeback. Nó khác nhau cái chỗ đấy anh em ạ. Một cái người thông thạo với một cái người là học theo thì làm sao mà giống nhau được. Đương nhiên là không bao giờ có thể giống nhau được anh em nhá. Nó khác nhau nhiều lắm. Rồi, cứ bình tĩnh. Rồi đâu sẽ có đó, 56 máu đấy anh em. Nó không phải là eco trắng. Nó không phải là eco trắng hoàn toàn. Bị đẩy máu rồi, còn 20 máu rồi. Comeback, comeback cái kiểu gì? Comeback cái kiểu gì nhỉ? Ok, thôi bây giờ cứ cho là chuỗi cộng 5 đi. Không sao cả, vẫn có 44 máu. Rồi. Ok đấy, Tú Trần nhá. Đấy, Tú Trần cũng phải lắm được cái chất lý nhá. Rồi. Ờ rồi. Nhắc Tú Trần hơi nhiều đấy. Và bây giờ tôi tập trung nha anh em nhá, không toang đấy. Thực ra clip này tôi cũng chỉ mong muốn là tốt hơn cho bạn Tú Trần thôi. Đấy, cũng như là tốt hơn cho một vài anh em mà vẫn chưa biết đến cái bộ Ngũ Long Hóa Hình này. Đấy, sức mạnh của nó mạnh thật sự như nào và chơi như nào cho nó đúng. Nha anh em nhá. Đấy, cứ bỏ hết bài ra thôi. Ừ, cứ thế thôi. Tại sao lại có cái kiểu chơi mất lão bỏ hết bài ra luôn. Eco trắng xong eco xong rồi là roll kiếm được cái con gì mà ở trong cái bộ đấy thì roll ạ. Đùa. Khó hiểu lắm anh em. Chơi như thế thì xuống hố là đúng rồi. Đấy, giữ máu nó là cái quan trọng nhất ở trong cái trò chơi này anh em ạ. Cái quan trọng nhất nó chính là gì? Nó chính là chúng ta có máu để chúng ta sống sót. Chứ không phải là chúng ta chơi kiểu là chúng ta eco đốt máu và chúng ta có tiền chúng ta roll nào. Ok, 34 máu. Thôi rồi nha anh em nhá. Thế là đủ rồi đấy. Bây giờ phong đủ bài rồng không? Đấy rồi. 5 rồng. Ok. Nhưng mà hiện tại con Unicorn ấy nó chưa lên được 3 sao anh em hiểu không? Đấy nên là phải roll tiếp. Rồi bỏ này đi, lên 2 sao rồi bỏ đi luôn nhá anh em nhá. Không có nuôi con đấy lên 3 sao thì tôi tốn tiền. Rồi, bây giờ Unicorn lên 3 sao rồi này. Đấy. Vậy là ok nhá anh em nhá. Ok rồi đấy. Rồi. Tạm thời là chúng ta đã form được đủ bộ. Bây giờ tôi sẽ áp dần lên 8. Bộ này khi mà chúng ta form được đủ bộ rồi chúng ta áp dần lên 8 kiếm con gấu đây nha. Kiếm con gấu tăng cơ nha anh em nhá. Yên tâm, mạnh rồi. Những cái tầm này là mạnh rồi. Kể cả Siren 6 Hunter thì cũng không sợ nó đâu. Đó anh em thấy chưa? Đấy, với một cái người thông thạo nó biết cái điểm dừng ngay. Biết cái sức mạnh cái điểm dừng nó là cái mức nào là vừa. Rồi. Cao bá là bây giờ là đang có chuỗi cộng 7. Chúng ta sẽ có một cái cơ hội là sẽ gặp cao bá. Để chúng ta cắt chuỗi ở cao bá nha anh em nhá. Đấy. Cao bá bây giờ đang có chuỗi cộng 7. Và chúng ta cắt chuỗi ở cao bá để chúng ta lấy được cái chuỗi cộng 7. Sau đó thì làm gì? Là chúng ta sẽ áp dần lên 9. Đó. Anh em yên tâm. Là tôi chắc chắn là tôi ăn được cao bá. Đấy, chỉ việc là tách cái đội hình ra thôi. Với một con gấu assassin thì nó không thể clear được với một cái đội hình tách ra. Ok, xin chào các bá. Quá tuyệt vời anh em ơi. Thôi được rồi, mình nói chung là mình cứ xin cái chuỗi này đã. Đó chính là cái sự thông thạo đấy anh em. Chơi cấp 7 luôn đó, anh em thấy không? Mặc dù 34 máu nhưng mà đây là nó chơi là rất chắc đấy anh em. 34 máu này nhưng mà nó không bao giờ là mất thêm một cái giọt nào nữa đâu anh em ạ. Đối với tôi thì nó là cái sự thông thạo rồi. Chắc chắn luôn. Chứ đâu phải là đến cái lúc mà xả tiền ấy, giống kiểu chơi kiểu Tú Trần ấy, xả tiền hết tiền luôn. Đấy, không biết cái điểm dừng, không biết sức mạnh của đội hình đến đâu. Đấy, xả hết tiền form. Bởi vì là eco mà, eco còn có 20 máu. Eco còn 20 máu thì nói chung là cái lúc đấy thì hoảng rồi. Tay coi như là run rồi. Thở oxy đến nơi rồi thì đấy thì chết là đúng rồi. Đẩy đi top 7, top 8 nó là cái chuyện nó quá là bình thường luôn.
không thể đánh giá được. Cái trình độ nó ở cái chỗ là đánh giá được sức mạnh đội hình của tất cả những cái người chơi đang cùng chơi trong trận đấu. Đó chính là cái gọi là thông thạo. Đấy, hơn nhau ở cái chỗ đánh giá đội hình, biết dừng đúng lúc, xài tiền một cách hợp lý để đưa cái đội hình này lên cái sức mạnh vừa đủ để có thể chiến thắng. Đấy, chỉ cần vừa đủ chiến thắng thôi, lọt một hai con thôi, không cần phải đẩy đối thủ nhiều. Đấy, vừa đủ ở chiến thắng giữ tiền để có thể đánh được top 1. Đó, nó hay cái chỗ đấy đấy anh em. Và chỉ có cái người mà thông thạo tất cả cái layup như tôi mới có thể đánh giá được cái đội hình sức mạnh nó như thế. Chứ còn đâu phải như Tú Trần, Sơ Pham có 1-2 bộ sau rồi là đấy cũng chả biết là đối thủ là mạnh cỡ như nào. Thế thì làm sao mà có thể chơi được, khó lắm anh em ạ. À, rồi, Tú Trần nhá, xem kỳ nhá, đây là xả tiền tiếp này. Nhớ xem kỳ tại sao. Đấy, tại sao lại xả tiền tiếp? Bởi vì là kiếm thêm beat cho vào. Chưa có beat, chưa có gấu. Đấy, nó là như thế. Giai đoạn nào 21, 5 rồng kẹp với cả ngũ long hóa hình rồi. Thì bây giờ là phải kẹp thêm cả beat nữa bạn nhá. Không biết là Tú Trần có tua qua cái đoạn này không, nhưng mà nếu mà Tú Trần tua qua đoạn này là Tú Trần đã mất cái coi như là key ở trong cái ngục bộ này rồi đấy. Đấy, key quan trọng ấy chính là kẹp thêm một gấu vào để nó có thêm cái lượng đam đến từ beat. Vừa có Aegis Seed vừa có beat thì nó mới mạnh được. Ok nhá Tú Trần nhá, hy vọng là Tú Trần cái đoạn này vẫn đang xem. Còn bỏ qua cái đoạn này thì thôi, xác định luôn Tú Trần lại coi như là lướt đủ lá khoai, lại coi như là vào rank, lại bắt đầu sở farm ngũ long hóa hình, rồi cuối cùng là vẫn không hố. Khổ. Đấy anh em ạ, cái việc mà học mod ấy, kiểu không xem clip của Tuấn Cơm, cứ học mod qua người này người kia mà. Đấy, thấy người khác đánh cái lay up của Tuấn Cơm xong cũng học theo. Làm sao mà bằng là coi như là học chính chủ video ở trên cái kênh Game Today được, đúng không anh em? Đấy, nên là anh em nào mà anh em chưa xem kênh Game Today hoặc là anh em chưa đăng ký nhá, anh em hãy đăng ký ngay Game Today để được những cái lay up mạnh như cái lay up này. Đấy, do chính tôi sáng tác và hướng dẫn cho anh em, phục vụ cộng đồng Auto Chat Việt Nam nói riêng, cũng như là phục vụ cộng đồng Auto Chat trên toàn thế giới nói chung anh em nhá. Đấy, trên kênh Game Today có rất nhiều fan nước ngoài, và fan nước ngoài học theo cái bộ ngũ long hóa hình này khiến cho coi như là Tú Trần cũng nghĩ là đây nó là cái lineup mà của nước ngoài sáng tác. Dã man, cái độ tự nhục của Tú Trần tôi nghĩ là nó do cái cách giáo dục từ nhỏ khiến cho Tú Trần rất là tự ti. Đấy, tự ti về chính bản thân mình cũng như là tự ti về cái khả năng của người Việt Nam. Đấy, tôi nói thật với anh em là chính ra nhá, như là tôi là một cái người mà sáng tạo nội dung và sáng tạo ra cái lineup đó phổ biến trên toàn thế giới, đó là cái niềm tự hào của Việt Nam. Tôi phải nói thật, niềm tự hào của chúng ta, của con người Việt Nam, khi mà người Việt Nam có những cái cá nhân xuất sắc. Đấy, tôi phải nói định với anh em luôn. Thế nhưng mà không, đây là người Việt Nam sáng tạo ra, đấy, phổ biến trên toàn thế giới, nhưng mà lại nhất quyết là coi như là không công nhận, không tin. Đấy, lại như thế cơ. Khổ. Đó chính là cái thứ mà giải thích tại sao mà Việt Nam không bao giờ có thể phát triển được. Bởi vì có những cái người như Tú Trần, có những cái suy nghĩ như Tú Trần, khi mà người giỏi thì lại bị ghét. Đấy, đó, đấy, đấy anh em hiểu vấn đề chưa? Rồi. À, rồi, nói chung là bây giờ tôi lại vừa bị lọt mất một dao, nên là bây giờ cũng hơi căng rồi đấy anh em ạ. 22 máu là bây giờ là bằng cái Tú Trần ở những cái trận trước rồi đấy. Căng thẳng phết nha. Nhưng mà anh em nên nhớ là tôi khác Tú Trần ở cái chỗ là tôi có 50 tiền và tôi có thể xoay được. Đấy, tôi có 50 tiền ở level 8. Ok. Nó khác nhau ở cái chỗ đấy đấy anh em ạ. Một cái người hết tiền ở level 8 và một cái người còn 15-18 tiền. Với việc đánh giá cái đội hình là chưa thể bay màu được, nên là tôi vẫn cứ từ từ bình tĩnh nha anh em nhá. Không có gì để vội cả. Bây giờ nhá, cái việc mà up cấp lên 9 ấy, hay là cái việc mà dừng lại ở level 8 và roll tiếp, đấy, đó là cũng là cả một cái nghệ thuật đấy anh em ạ. Bây giờ nhá, đánh giá này là bây giờ chúng ta có 5 con full lần rồi. Đấy, chúng ta chỉ còn 4 con nữa với một cái lượng tiền là 58 tiền. Mỗi lần roll nó sẽ là 2 tiền. Vậy là chúng ta có 29 lần roll. 30% có nghĩa là 4 lần roll sẽ ra là một con. Vậy là chúng ta đủ tiền để lên được 3 sao khi mà chúng ta roll ở 8. Ok, roll luôn. Anh em nhá. Được luôn anh em ơi. Chúng ta roll ở 8 là chúng ta sẽ lên được anh em ạ. Với số tiền bây giờ là 50 tiền. Đấy, và hiện tại là chúng ta chỉ còn 2 con nữa. Đấy, tính toán cả 2 con nữa thôi anh em. Ở level 8 nó sẽ là 30% ra full lần nha anh em nhá. 30% có nghĩa là gì? 3 lần nó sẽ là 90%. Đấy, tôi cứ tính sơ sơ thế thì 4-5 lần đi. Cứ cho là 4 lần, cùng lắm là 5 lần chúng ta sẽ ra được một con full lần. Và tỷ lệ xác suất nó sẽ là như thế.
Đấy, 5 lần roll nó sẽ là 10 tiền ra một con Fallen. Vậy là chúng ta sẽ mất khoảng 20 tiền đến 30 tiền để ra con này 3 sao ở tại cái level này nha anh em nhá. Nên là tôi sẽ không lên 9 nữa mà tôi sẽ quyết định là tôi sẽ roll ở level 8 luôn. Ok. Rồi. Thế thôi. Có cái sự tính toán cả rồi. Rồi. Chúng ta sẽ ghép đồ xong chúng ta sẽ roll luôn anh em nhá. Rồi ok, let's go. Nói chung là cứ 4 phát, 5 phát là được một con anh em ạ. Đây rồi. 5 phát rồi đúng không? Hết tiền luôn không? 22 máu. Rao này hết tiền luôn không nhỉ? Còn 22 máu thì cũng chưa chết được đâu. Tôi nghĩ là vẫn còn để lọt một rao nữa vẫn được. Bởi vì cái bộ này nó không bao giờ nó để lọt quá 22 máu cả. Không bao giờ luôn ấy. Rất khó để có thể là mất 22 máu trong một rao. Gặp siêu đẻ thì nó không thể nó mất được từng đấy với cái bộ này. Bởi vì đây là một cái bộ mà nó gọi là đánh đôi công. Nên cái lượng đam nó rất lớn. Nên là tôi vẫn cứ bình tĩnh. Cái rao này chưa việc gì mà tôi phải roll cả. Đấy, mặc dù là có ở đây là có cái thằng này là cũng nguy hiểm này, có Gladiator kẹp 9 xin kẹp súng càng đấy. Ây à, cái bộ 9 xin kẹp súng là quay trở lại comeback được đấy anh em ạ. Càng đấy. Sắp tới tôi sẽ làm bộ đấy anh em nhá. Sắp tới tôi sẽ làm cái bộ đấy. Bộ đấy là tôi nghĩ là nó sẽ comeback mạnh đấy. Ok. Đấy anh em thấy cho tôi, nói chung là cái tầm này đánh giá đội hình vẫn là ok. Chưa đến mức là phải xả hết tiền để kiếm được cái con Fallen 2 sao. À 3 sao. Đấy, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi sẽ roll ở level 8. Với cái tỷ lệ như thế tôi sẽ roll ở level 8 để ra cái con Fallen 3 sao ở level 8 luôn. Ây à, tính 5 phát roll là một con nhưng mà có lẽ là tôi đang tính sai mất rồi. Anh em ạ. Tôi đang tính rất sai luôn. Tôi đang tính rất sai nhưng mà có một cái này mà tôi cũng chưa có nhắc lại cho anh em. Đấy là cái việc mà khi mà chúng ta có 10 tiền chúng ta roll ấy, nó khác với cái việc là chúng ta có 50 tiền và chúng ta roll hết 50 tiền anh em nhá. Bởi vì là khi mà chúng ta có 50 tiền chúng ta roll thì những cái con mà chúng ta bỏ qua ấy, nó sẽ được bỏ qua hết. Đấy, sau 3 round chúng ta nó mới quay trở lại khi mà chúng ta không mua. Nên là cái việc mà ra được cái con mà chúng ta ưng ý ấy, nó sẽ cao hơn là cái việc chúng ta chỉ có 10 tiền chúng ta roll thì rất khó để có thể nó ra được nha anh em nhá. Nên là có một cái quả tôi sẽ roll khoảng 20 tiền 30 tiền thì chắc chắn nó sẽ lên được 3 sao. Đấy, cứ bình tĩnh. Đây này, gặp xin kẹp súng này. Assassin kẹp súng. Đấy. Úp lồng hết cả đội hình rồi. Ui vãi đái, combo đẹp thế. Nhưng mà cái con Fallen 3 sao của tôi là vẫn còn. Ờ thế thì solo kiểu gì được. Còn một con súng thì làm sao mà ăn được hai con này. Vẫn là khỏe luôn anh em ơi. Bắt đầu có những cái nhà ra đi rồi. Rồi. Ghép cái cướp điên luôn này. Bắn cho nó khỏe này. Ok. Rồi roll tiếp rồi. Cô lần này bị coi như là tin đẻ à? Không thấy ra nhở anh em nhở? Cay nhở? Cay thật đấy. Chả nhé lại bây giờ lại roll khoảng xuống khoảng 20 tiền để kiếm cái con Fallen này. Tôi nghĩ là lên làm cái điều đấy. Với 10 tiền chúng ta không roll được ra đâu anh em ạ. Phải xuống thêm một vài cái đao nữa. Đấy anh em thấy chưa? Phải xuống thêm một vài cái lần roll nữa. Nó loại bớt như con 3 tiền đi. Anh em ạ, không lấy những con 3 tiền nhá. Chắc chắn là khi mà chúng ta loại bớt được thì nó sẽ ra. Roll thật nhiều vào anh em ạ. Đấy. Úi dồi ôi. Nói không bao giờ sai luôn. Rồi xong rồi. Ok nhá anh em nhá. Thế là coi như là bây giờ là đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuẩn bị lên level. Level 9 thôi. Kẹp hai con 3 sao vào. Kẹp thêm được beat. Quá ok luôn anh em ạ. Rồi. Thế là xong. Chứ có cái gì đâu. Ui. Chết rồi. Con này là Berlin đấy. Thôi chết rồi. Căng quá nhờ. Căng quá nhờ. Ơ nhưng mà làm sao. Vẫn không ăn được. Vẫn không ăn được. Ui nó vẫn ăn được anh em ơi. Thôi chết rồi. Đẩy thêm phát nữa. Còn 13 máu. Không sao. Lên được 3 sao rồi anh em ạ. Xếp lại đội hình là được. Không có vấn đề gì hết anh em nhá. Vẫn sống. Còn thở là con gỡ. Yên tâm. Chưa chết được đâu. Bây giờ lên con này được 3 sao rồi thì vô tư đi. Vô tư đi bạn ơi. Rồi ok, chén thánh này. Ghép được chén thánh rồi đã. Cho chắc kèo đã. Rồi. Cái con gặp cái bọn Assassin đấy là phải tách đội hình ra đấy anh em ạ. Tôi quả đấy là tôi cũng không nghĩ là tôi gặp cái thằng Assassin sớm như thế đâu. Nhưng mà tôi bây giờ gặp cái thằng đấy rồi thì tôi lại không tách nữa. Tôi lại để như này, không có vấn đề đâu. Đấy, bây giờ gặp cái thằng mấy cái thằng khác. Thằng Warrior rồi thì thằng còn thằng Assassin tăng phết đấy nhỉ.
Mà còn thằng Warrior Beat thì chắc là không sao. Warrior Beat thì nói chung là tụm đội hình này lại thì vẫn ngon hơn. Mà kể cả cái thằng súng ấy, thằng Assassin kẹp súng thì cũng chưa chắc là tụm đội hình đã thua đâu. Đấy. Ui gặp luôn này. Đấy mà tôi nghĩ là chưa chắc đã tụm đội hình đã thua. Đấy thấy chưa? Ui trời ơi, là úp đầu úp ngu đi rồi xong rồi. Thằng này là bị đẩy nhiều luôn ấy. Đấy anh em thấy không? Qua càng luôn, lại có nhà ra đi. Ui giời, gấu lên 3 sao luôn này. Quá ngon anh em ạ. Rồi. Ôi, tôi thiếu mỗi cái RO thôi. Ra được cái RO thì chắc là vô địch thiên hạ luôn. Rồi, round sau là chắc chắn chúng ta sẽ lên được level 9. Và ở level 9 ấy thì bây giờ nó sẽ là bất bại đấy anh em. Gặp cái thằng Assassin thì sẽ tách đội hình ra là xong. Anh em ạ, hai cái nhà còn lại thì cái nhà hiện tại, cái nhà xin súng chưa lên được 3 sao, không có gì đáng lo hết, vẫn có thể ăn được. Đấy, tụng đội hình vẫn ăn được nha anh em nhá. Ok, cái bộ này này, khi mà anh em tụng đội hình vào ấy, cái sức mạnh của nó ấy, nó sẽ cực kỳ mạnh, bởi vì cái lượng đam nó dồn là cực kỳ lớn luôn. Nó giống như cái bộ Hunter ấy, nó y hệt cái bộ Hunter luôn, tức là đứng từ góc, đứng góc bắn. Đấy, đứng từ xa, đứng góc bắn rất khỏe. Ok. Rồi. Chắc là những cái điều mà tôi vừa chia sẻ cho anh em là anh em Tú Trần chưa biết được đâu. Đấy, mới biết được đấy. Chắc là anh em Tú Trần là cũng là rút ra được cái bài học rất lớn cho bản thân khi mà chơi cái bộ lineup này. Khẳng định với anh em Tú Trần luôn là cố gắng nhá, cố gắng mà học theo để có thể là chơi nó ok nhá Tú Trần nhá. Đấy, sắp tới là Tú Trần chơi lại thì tôi nghĩ là Tú Trần sẽ có một cái bước tiến lớn trong cái việc là sử dụng cái lineup này. Hợp lý, đấy, tiền các thứ xả hợp lý này. Chơi là nó hay hơn nhá. Chứ còn bây giờ vẫn lo lắm. Chưa có thể nào mà có thể là đánh giải được đâu. Đấy, cứ vào những cái giải sớm làm cái gì. Đấy, giải sớm rồi cũng bị loại thôi. Mang tiếng đánh giải. Đánh giải rồi cũng được cái tiếng là tham gia với cái giải. Nhiều khi là cũng chỉ cần là mang tiếng là tham gia giải thôi. Nhưng mà nói thật, giải thì ai chả tham gia được cả bạn. Đấy, phải thay đổi cách suy nghĩ đi thì nó mới có thể là đầu óc nó có thể mở mang, nó có thể là rộng rãi lên được nhá Tú Trần nhá. Đấy, hay không thì nó còn tùy người. Đấy, Tú Trần nói chung là cứ tập cho nó hay vào. Đấy, tập cho nó giỏi lên, tập cho nó hay vào thì lúc đấy vào trong những cái giải ấy, đánh mình tự tin hơn, mình chơi mình hay, mình coi như là thông thạo thì mình tự tin hơn, mình có thể vào giải mình đánh tự tin rồi lúc đấy mình chiến thắng ở trong những cái giải, mình mang về cái vinh dự ở Việt Nam, ai cũng sẽ biết đến Tú Trần đúng không? Bây giờ nói thật là cũng chưa ai biết đến. Là một, thứ hai là vào giải thua thì nó nói chung là nó cũng có cái gì mà nó tự hào đâu. Đấy, chả được cái giải gì mang về thì nói chung là có cái niềm tự hào nào mà cứ khoe vãi đánh giải làm cái gì, đúng không? Đấy, nên là mình phải thay đổi cái suy nghĩ nhá. Rồi, thế thôi nhá. Bây giờ này à, top 1 là nó phải như nào nhá. Đấy, lấy mà Tú Trần này coi như là xem được cái đoạn đấy lại tắt luôn. Đấy, không xem nữa, bởi vì là nghe thấy là đủ rồi. Thì Tú Trần sẽ không biết được là đến cái loại này chúng ta lại không thể tụ được, mà chúng ta lại phải tách ra. Đấy, cái lúc mà hợp rồi cái lúc tan, nó là nó ảo diệu lắm. Và chỉ có cái người mà nói chung là phát minh ra nhá Tú Trần nhá thì mới lắm được thôi. Đấy, còn tại sao lại tách ra thì Tú Trần có thể inbox, tôi sẽ trả lời Tú Trần nhá. Chứ cái này lại nói chung là không public được nhá Tú Trần nhá. Rồi. Đấy, có gì thì inbox thôi, inbox nhẹ nhàng rồi chúng mình lại trao đổi để chúng ta đàm đạo đi. Đó, coi như là đàm đạo đấy, cao bá bị cắt chuôi luôn. Còn hai màu thấy chưa Tú Trần, thấy chưa hay không? Ui giời, quá tuyệt vời luôn. Thực ra tôi từ lấy tôi cứ hỏi Tú Trần bởi vì là thực ra các anh em ở đây, các anh em xem thì anh em đều thấy là nó rất hay rồi. Các anh em thì đều thấy rất hay rồi nên là tôi sorry anh em nhá, là tôi cũng ít hỏi anh em quá đấy, tôi lại hơi hỏi Tú Trần hơi nhiều. Đấy, làm cho Tú Trần là hoang mang, không biết là phải trả lời như nào. Đấy, thì Tú Trần không phải trả lời nhá, Tú Trần nhá. Bạn không phải trả lời gì cả, hãy để tôi. Tôi sẽ giải thích hết cho tất cả các anh em ở trên kênh, cũng như là có thể giải thích hết cho bạn. Tất nhiên là nếu mà Tú Trần muốn giải thích thì có thể inbox cho tôi. Ôi, vũ long hóa hình ghê quá này, đấy chưa. Riêng cái anh em này là chắc chắn là anh em là fan kênh rồi. Cái tên ngu long hóa hình cũng là do tôi đặt. Đấy, ui giời, anh em thấy ông fan nó khác hẳn ngay. Chơi cũng hay luôn, đấy, linh đàn nhá. Top 2, anh em thấy không? Khác hẳn ngay, làm gì như Tú Trần đâu. Đến nỗi mà chơi cái lineup coi như là của tôi sáng tạo ra đấy, còn mượn lineup của tôi để mà sờ farm leo rank. Vẫn top 8 thì làm sao mà có thể là so sánh được với cả linh đàn.
Ui, tôi chết rồi. Không. 13 máu, 13 máu anh em ơi. Ui giời, không sao. Được rồi. Lại sống rồi. Ui, lốc nó úp lồng, lốc sợ quá anh em ạ. Đáng mải coi như là đảm đạo với cả thú chân. Ảo thật sự. Ok anh em nhá. Vậy là con solo với cao bá thôi xong rồi. Đấy, câu chuyện nó chỉ đơn giản nó là như thế thôi. Đúng không, thú chân? Đấy nhá. Đấy, hy vọng là sau cái video này, thú chân có thể là rút ra được rất nhiều những cái bài học chơi cái bộ ngũ long hóa hình của tuần cơm. Đấy, còn nếu mà Tú Trần mà vẫn coi như là vẫn thế, vẫn coi như là lức đổ đầu vịt ấy, lức đổ lá khoai ấy, tôi nghĩ là bạn cần phải đăng ký hội viên. Bạn cần phải đăng ký hội viên ở trên kênh cũng như là donate cho tuần cơm. Đấy, như thế bạn sẽ được xếp vào cái hàng VIP ở trên kênh và bạn sẽ được coi như là chỉ cho, dạy cho những cái nó gọi là key nhá, những cái mà nó hay ho hơn. Đấy, ở trên kênh, và sẵn sàng tôi sẽ bỏ thời gian ra để tôi kèm bạn, để tôi kèm cặp bạn từng cái trận đấu một, để cho bao giờ bạn khá hơn, bạn chơi hay hơn thì thôi nhá. Được rồi, ok, thì top 1 rồi nhá, Tú Trần nhá. À, đương nhiên rồi, làm sao mà có thể là trượt được cái top 1. Rồi, chúc mừng sinh nhật tuần cơm, cố lên nhá Tú Trần nhá. Hôm nay là tôi dành cả buổi sinh nhật của tôi để tôi coi như là tôi chỉ cho bạn, tôi dạy cho bạn cái line up này đấy nhá. Quý hòa lắm đấy, vinh dự lắm đấy, Tú Trần ạ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những cái siêu phẩm hay nhất của Tuấn Cơm khi mà gặp Anti thách đấu kèo một củ y hệt Tú Trần bây giờ luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, đó chính là cái clip đầu tiên tôi giới thiệu cái bộ ngũ long hóa hình đến với cộng đồng Auto Chat trên toàn thế giới anh em nhá. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!